Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đan một cái vỏ sách từ lá dừa nha các bạn. Một bên lá như thế này là mình có 8 cọng lá nè. Mình đếm từ dưới lên, mình bắt cái cọng lá thứ 5, mình bắt đầu mình đan vô nha các bạn. Bỏ 4 cọng, mình lấy cái cọng thứ 5, bắt đầu mình đan lại. Rồi tới cọng thứ 6 nè, đan so le vô. Lần lượt mình đan hết hai cái cọng còn lại luôn đó, mình kéo sát vô như thế này. Mình kéo sát lại cho nó dính chặt lại là nó không có bị bung ra. Hết một bên rồi, giờ mình chuyển qua mình làm mé bên đây, cũng làm tương tự vậy luôn. Từ dưới điếm lên, mình bắt cái cọng thứ 5 mình đan vô. Cái này cũng dễ lắm các bạn. Mình đan so le vậy là nó theo cái nếp á, nó đi theo có một chiều vậy là cũng dễ đan lắm. Đó, đan được hai bên rồi nè. Kéo sát nó lên. Mình lấy cái tấm lá dừa thứ hai mình đan y như vậy nha các bạn. Mình đan được hai cái rồi mình sẽ ráp nó lại với nhau. Mình để nó song song như thế này. Để mình bắt mí mình đan vô là cho nó dễ. Cho nối hai cái tấm này nó lại, nó dính liền lại nè các bạn. Để nó song song rồi mình cứ vậy mình đan lại, mình kết nó lại là nó dính nè. Đó, cho nó dính lại. Nó theo cái chiều sẵn rồi cứ vậy mình đan so le vô. Ghép mí. Ở phía trên này mình sẽ đan cúp vô để làm thành một cái miệng của cái túi xách nha các bạn. Mình lấy cái cọng cao nhất nè, mình bẻ cụp vô. Mình đan nó xuống. Đang xuống mé bên hông nè, cho nó vô mấy cái cạnh này cho nó bít cái lỗ này lại, mấy cái chỗ khe hở của mấy cái cạnh tàu lá nè. Đó, tới cái cọng thứ hai bẻ vô như thế này, đi theo cái nếp này để tạo thành cái miệng của cái túi xách đó các bạn. Rồi cho vô mấy cái khe này. Tương tự mình lấy cái cọng này mình bẻ cụp nó vô. Mình đang chéo dày vô là nó tạo thành cái miệng túi, với lại nó chặt lắm các bạn. Đó. Hết một bên, mé bên đây mình cũng làm tương tự. Mình lấy cái cọng cao nhất nè. Đó, mình bẻ lên. Đang tương tự như cái phần thân nha các bạn. Cho nó vô mấy cái ngách lá nè. Sẽ lắp đầy mấy cái ngách lá này lại. Tới cọng thứ hai bẻ vô như thế này, cho vô cái ngách lá đây. Lâu lâu đan lại mấy cái đồ chơi bằng lá dừa các bạn. Lâu làm quá cũng quên. Nó cho nó vô đây. Mấy cái ngách lá này nó kín lại nè. Vậy
là mình đan xong một cái bên của cái miệng giỏ đây nè các bạn. Sẽ bẻ cụp nó lại để nối hai cái phần thân mé bên kia ha. Đó, nối hai bên cái phía bên còn lại cho nó kết lại với nhau. Cũng đang tương tự giống mép bên kia các bạn. Để song song nó vô rồi mình kết nó lại ha. Để theo cái nếp đá nè. Vậy rồi cái đang so le vô. Kìm nó lại cho nó dễ đan. Để hai cái miếng nó song song là mình bắt đầu mình kết nó vô. Làm cái phần thân của cái giỏ này mình đan vô. Phía trên này mình cũng bẻ miệng giỏ giống như mé bên kia các bạn. Cũng lấy cái cọng cao nhất nè, đan vô để tạo thành cái dành của cái giỏ bên đây ha. Cho vô cái ngách lá mé bên đây cho nó kín lại. Tiếp theo mình đan cái cọng thứ hai như thế này cho vô cái ngách bên đây, cái phần đáy giỏ nè các bạn. Ọp hai bên này lại cho nó sát lại mình đan vô, giống như đan cái phần thân vậy đó, cũng như mình nối nha, giống như nối cái của kiểu phần thân nó dính lại với nhau vậy, ép sát nó lại rồi kết nó vô mà có cái nếp hết các bạn. Đi theo một cái chiều vậy là nó dính lại với nhau. Phần đáy giỏ mình cũng cho vô mấy cái ngách lá như thế này, làm một cái giỏ sách bằng lá dừa. Giờ mình sẽ làm cái quay nha các bạn. Cái quay ở phía trên lấy ba cái cọng lá nè, mình cho nó vô bên trong như thế này cho nó giấu cái mối. Cắt cái tàu lá có ba cái lá thôi để mình đan cái đan đuôi sam đó các bạn. Làm cái phần tay cầm thắt bến nó lại. Cho cái phần cộng vô mé bên trong ba cộng, giờ mình thắt bính nó lại. Cái phần thân thì bằng lá thì cái vỏ cũng lấy cái lá đan vô luôn đó, mình đang thắt bính lại với nhau. Cầm bệnh nó lại nè, đan hai bên rồi buộc nó lại.